Cây nào cũng sạch sẽ. Chú ơi cháu hỏi thì cái cây cao nhất kia bao tiền? À cây 10 triệu. 10 triệu. À đấy, khác bọt hẳn đấy nhỉ. Cây tự nhiên. À. Đúng rồi. Chơi cây đấy đào sạch dép luôn. 10 triệu đấy. Anh em. Đúng rồi. À, cây này từ cây nhỏ đến cây to cây nào cũng sạch sẽ mịn màng nhỉ. Đây con này. Dáng lại đái ngồi. Chi Mai trong này bày bán trong khu vực có nhà lán này thì nó ấm áp hơn mà cũng sợ không sợ mưa nắng. Anh em ạ. Cây mai trắng, cây nhất chi mai rất là đẹp. Cao cỡ từ mặt chậu lên khoảng độ 1m2. Một cái cây mà hai người bê tương đối nặng. Dáng thế rất là đẹp. Khỏe cây. Rất khỏe cây nhỉ. Nhìn cái này thôi nhiều nụ lắm quý vị ạ. Nhìn nó lộc nó nhiều này nhưng mà nụ nó rất nhiều đấy. Khi nó nở ra quý vị sẽ bất ngờ luôn đấy. Đó. Với cái lộc cái nụ của nó là ở bên ngoài nó có một lớp như lớp lá. Nó có màu xanh nhưng nó lẫn với màu lộc. Khi mà nó nở ra này quý vị này. Nó bung cái này ra. Nó bung cái này ra nó lộ cái hoa ra đấy. Thì lúc đấy các bác mới biết là hoa. Thực sự ở đây là toàn bộ những cái đầu xanh xanh này đều là hoa hết đấy, nụ hết đấy. Cây này đẹp. Đang lộ những cái đầu nụ đỏ đỏ đây này. Chơi cái này nó được nhiều màu sắc nó rất hay. Lúc nó nụ nó màu này. Nó hé ra nó đỏ đỏ này xong nó nở ra nó cũng phớt phớt hồng xong rồi nó lại gặp nắng nó lại đổi màu xong nó nở căng đét hết nó lại trắng trắng tinh thế mới hay. Đó. Toàn bộ đều những cây rất là sạch sẽ đây, rằm rất là đều. Rằm rất đều. Quý vị đi xem không khí đi nhá. Chứ anh em đang tấp nập hỏi giá nó cũng đấy. Như cây to khoảng đó bao tiền này chú? 2,5 triệu à? Rẻ nhỉ. Cứ tưởng là tầm 4-5 triệu. Đẹp nha. Đẹp nha. Cây nào cũng tuyển chọn hết. Đẹp. 2,5 triệu. Mình không nghĩ là nó hợp lý vậy đâu. Quý vị ạ. Đấy là còn chưa mặc cả. Đây, đây là chơi cây này, rất nhiều hoa này. Đây là cây mình gọi cây gọi là đẹp gần như là đẹp nhất ấy. Thế mà 2,5 triệu. Như vậy thật ra thì mình cái gì mình muốn chơi cái máu người chơi cây quý vị. Thực sự là cái gì muốn chơi. Đây, còn cái cây giá trị nhất thì chắc là cái cây này. Ba cái cây này. Cây này là cây cao nhất này. Cây này anh em thiên chơi về thế hơn. Cái răm của nó thì còn đang ngủ. Nó lại không được căng như cái bọn kia. Nhưng mà đổi lại thì nó lại có cái thế rất là đẹp. Đó, cây này chơi nhưng mà cây hay này. Chả kém thì hoành tráng, chả kém gì đào đâu. Đó.
có lẽ là cũng chỉ tờ 5 triệu đổ lại thôi. 5 triệu đổ lại. 5 triệu đổ lại. Đẹp. Đẹp quá. Đấy. Cây nào cũng sạch sẽ. Chú ơi cháu hỏi tí, cái cây cao nhất kia bao tiền? À cây 10 triệu. 10 triệu. À đấy, khác bọt hẳn đấy nhỉ. Cây tự nhiên. À. Đúng rồi. Chơi cây đấy đào sạch dép luôn. 10 triệu đấy. Anh em. Đúng rồi. À, đấy. Cây này từ cây nhỏ đến cây to cái nào cũng sạch sẽ mịn màng nhỉ. Đây, nó cái con này. Đẹp quá. Là góc này. Dáng này đái ngồi à. Được, cái dáng này hay đấy. Đang xuống hàng các bạn. May quá cũng là chủ cũng là vui vẻ. À. Đẹp quá. Đây này. Anh em cùng xem lại cái cây 10 triệu nhé. Mình vừa nãy mình định lượng hơi sai, cái cây nó quý hẳn, khác hẳn. Cây này thì chắc cũng phải tầm 7 8 triệu rồi. Đó. Này. Chơi cây này đúng là tuyệt đỉnh. Tuyệt đỉnh mai. Tuyệt đỉnh mai. Quá. Có lẽ là cũng phải tính một năm nào đó chơi mai thôi nhỉ. Nhất chi mai này. Đồ mỹ nghệ. Đồ gốm sứ, đồ gỗ, đồ đồng. Gì cũng có. À, rất đông người. Ai có muốn trang hoàng sắm sửa. Ui, nhìn cái này hình như là gỗ chắc. Cười. Có phải gỗ chắc không? Bát mã du xuân. Chả thấy ghi là gỗ gì nữa. Bát mã du xuân. Nhìn đen đen thì chắc là gỗ chắc. Đoán vậy, nhưng mà gỗ chắc thì nhiều tiền lắm. Mình không có chuyên môn, xem cho nó khí thế thôi. Tỉ mỉ ghê nhỉ. Đấy, tỉ mỉ ghê. Trong cái lồng sắt. Kinh nhỉ, kỳ công nhỉ. Quá kỳ công nhỉ. Gỗ này là gỗ gì đấy bác chủ? Hương. Tác phẩm này bao nhiêu? 480. Thế còn cái bên kia có phải của mình không? Bên cái tờ đen đen bát mã kia. Không phải. Hương nó gọi là hương đá hay đúng không? Không, hương đá là hương. Nguyên gốc của nó đây. Nguyên cái gốc của nó đây. Quỳnh quỳ bái tổ. Gọi là đỗ ông nghe. Trạng Nguyên đấy. Vinh quy bái tổ về quê đây. Đấy. Có bắt đầu có lính về lên quan lên chức rồi đấy. Đấy. Ui xa.
Còn cái màu màu đen đen kia là gỗ gỗ gì nhỉ? Màu đen đen kìa. Gỗ đen. Đen 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 nhánh ạ. Đấy. À mun sừng. Đẹp nhỉ. Chà chà chà, đây là nguyên cái gốc của nó này. Đầu tiên cái này xong 1 tấn gỗ. Chà. Ôi, đầu tiên chưa được công. Đấy, Trạng Nguyên đấy. Đấy, nhìn này là nghiện mất lúc nào không biết đâu. Đây này, con này mun này. Khủng mà. Đen như gỗ mun này. Đây. Thế mà từng cái lá tre, lá này nhìn mềm mại nha. Mun đen đấy. Mun chắc chính quyền là cũng màu khi mới làm sao như này đấy ạ. Nó sẽ cái này nó sẽ càng đen hơn. Xuống màu dần đấy, càng chơi càng quý đấy nha. Mun sừng Khánh Hòa. Mun sừng Khánh Hòa. Cái này nó có phải là nguyên khối không hả ông chủ? Có một chút mây nước ở đây. À. Làm mềm mại khéo tay thế nhỉ. Khéo tay nhá. Chết chết chết. Treo lơ lửng ở trên lại được. Nhiều tác phẩm đẹp quá. Đây này, đây cái khối gỗ đằng sau cái gỗ hương này này. Đẹp quá. Đấy, 86 triệu nữa. Có bao gồm cái này không? Ở đây có cái nào gỗ chắc không bác? Ở đây có. À, vào xem. Úi xe. Đây cũng chắc ạ. Còn đây là chất đen. Chất đen. Đây là con không chất đen, hàng Nghệ Yên Lào đấy. Ừ. Nhìn nó. Chắc mà làm tượng thì nhất rồi nhỉ. Ừ. Đẹp quá. Cái tượng Thích Ca nằm này thì bao nhiêu bác? Ô, chủ ơi, cái này thì bao nhiêu? 35 triệu. Nằm. Niết bàn này đúng không? Vâng. Chắc đỏ. Ai chà, được đấy nhỉ. Đẹp quá. Đây toàn đồ tinh xảo. Nhiều lắm, hóa cả mắt. Đây, tiềm thư đây. Tiềm thư. Nói chung chả hiểu biết về gỗ, về tượng mấy nhưng mà nhìn lại thích. Thích, đẹp. Đẹp như thế này. Mắc nhất ở đây rồi. Cái gì cũng thích thế này, chết dở quý vị ạ.